Chào các anh em, nếu như các anh em đang làm sáng tạo nội dung bằng điện thoại di động và đang tìm kiếm giải pháp để có thể cải thiện nâng cao âm thanh à, và có thể linh hoạt chuyển đổi giữa các góc quay ngang, quay dọc hay là chuyển đổi giữa những cái sút mà các anh em vừa cầm tay rồi gắn lên trên tripod cực kỳ nhanh gọn, nhẹ, dễ mang đi và đa nền tảng từ YouTube, TikTok, Facebook, Instagram thì cái video này có thể các anh em sẽ rất là thích. Ở đây mình có cái bộ bô da À, đây là bộ bộ da BIVG380 và nó chỉ có giá trên 1 triệu một tí và chính xác là 1 triệu ba Nó sẽ có thể giúp anh em làm video hay hơn rất là nhiều, tiện hơn và cực kỳ gọn Vậy thì nó có gì? Trời mẹ gia không phải là một hãng quá xa lạ đối với lại người tiêu dùng và những người làm video ở Việt Nam vì họ sản xuất rất là nhiều thứ phụ kiện và mình thấy có một cái hay của cái bộ này á đây cái bộ này các bạn xem thì nó là một cái bộ mà có được tất cả mọi thứ trong đây nó sẽ có một cái rig nè nó sẽ có một cái uh, tripod một cái bone hit rồi một cái micro tất tần tật và mình thấy ổn và mình sẽ giới thiệu với các anh em coi nó có cái gì đó quy hợp nè Thì với mức giá chỉ vừa trên 1 triệu một tí Chính xác là khoảng 1 triệu ba Thì để xem Đây là những gì mà chúng ta có trong hộp của nó Đây hai cộng cáp các anh em đừng làm mất hai cộng cáp nha hai cộng cáp này không phải là hai cộng cáp sơ cua nhau đâu thì một cái á, nó là cổng TRS đây đây là cổng TRS thì nó chỉ có hai dắt hai cái khớp này thì để cho anh em nối vào máy quay và một cái đầu đó là đầu TRS để các anh em nối vào điện thoại di động thì việc mà họ cho luôn cộng dây này mặc dù cái bộ này họ xác định là để dành cho smartphone là vì biết đâu cái micro này các anh em có thể xài cho cái máy quay lớn thì sao những cái máy quay chuyên nghiệp thì sao thì ok các anh em có thể xài rồi đây là cái micro đi kèm thì nó sẽ có một cái dead card cái này gọi là cái bông lọc gió hay gọi là cái dead cat ừ, windshield gì đó nó sẽ giúp cho các anh em khi mà anh em đi ra ngoài cái tiếng gió thổi vào nó sẽ tránh cái hiện tượng nó vậy thì nếu như mà có một cái dead cat nó một cái gì đó lọc gió thì nó sẽ giúp các anh em thổi nó sẽ không nghe cái tiếng hù hù đó đó kiểu như vậy micro dead cat rồi chân đựng micro à, đây là cái mini tripod thì các anh em cũng biết là trên kênh của mình đã từng giới thiệu rất nhiều cái mini tripod rồi và khi mình cầm vô cái mini tripod này mình có thể nói với các anh em rằng cái mini tripod này nó xịn nó xứng đáng và các anh em mua lẻ cái này thì ít nhất nó cũng phải tốn của anh em khoảng đâu đó tầm sáu bảy trăm ngàn chỉ đó rồi hai phần mini tripod và cái đầu bone của boya thì cái mini robot này nó làm bằng kim loại hoàn toàn bằng kim loại à mở ra nó sẽ như thế này và hình như là nó có hai cái góc nếu mà các anh em nhìn trên đây các anh em sẽ thấy nó sẽ có một cái biểu tượng cho các anh em thấy thấy không là một cái góc cao một cái góc thấp thì mình nghĩ rằng nó sẽ đây nếu các anh em cái này dặn được nè nhìn thấy không dặn được nếu mà chúng ta dặn sang ngược chiều kia đồng hồ thì nó sẽ mở ra thành cái góc thấp và dặn xuôi theo chiều kia đồng hồ thì nó sẽ mở ra ở cái góc cao hơn lát hồi thử rồi biết tất cả bone hit và mini tripod đều làm bằng kim loại rất là cứng cáp rồi. nó xài lỗ ren kết nối là một phần tư một phần tư Wow. Rồi Cái khung chính đây Đây là cái khung Boya VG300 Để mình coi cái này xài như thế nào đã Mở đây Đó Mở nó sẽ ra một cái giống như thế này Để các anh em gắn cái smartphone lên đây à, Mình có một anh bạn anh có một cái giống như thế này của Ulanzi lúc đấy thì của Ulanzi còn xài uh, sản xuất Uric thì họ có một cái như thế này và nó hoàn toàn bằng kim loại thì cái đấy với giá là như là một triệu mấy còn cái này tất cả những thứ mà các bạn đang có ở đây kể cả một cái micro một cái bộ mic cầm mini tripod mà chỉ có giá một triệu ba thì là rẻ nếu như các bạn mua lẻ thì thí dụ như cái mic này nó sẽ có giá cho các bạn khoảng sáu bảy trăm ngàn bộ mini tripod này sẽ tốn của bạn cũng khoảng 6 700 ngàn là 1 triệu tư rồi Chưa tính kể cả cái rig này thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm hơn 2 triệu một tí Và tất cả những gì mà bạn bỏ vô trong một cái combo này các bạn mua với giá 1 triệu 3 Thì nó là một cái giá hợp lý và link mua hàng đây mình để dưới phần mô tả để các bạn tự tham khảo Rồi còn bây giờ thì mình sẽ nói là tại sao cái bộ này nó hay Rồi cách xài của cái bộ này ha rất là đơn giản đây mini tripod các bạn gắn lên đây thì cái mini tripod mình gắn lên bàn cho các bạn xem thì hồi nãy mình có nói với các bạn là nó có hai cái khất á thì nếu như các bạn để tránh cái tình trạng mà mình sẽ bị làm nó bị trượt thì họ sẽ lóc vô hai cái cự ly cự ly đầu tiên là cự ly cao sau đó các bạn vặn ngược chiều kim đồng hồ thì nó sẽ ra một cái cự ly thấp rồi ok đó là mini tripod rồi còn cách xài của cái uh, cách xài của cái micro thì nó rất đơn giản các bạn sẽ có một cái mao của micro nằm ở đây và các bạn chỉ cần gắn cái micro lên nó có cái khớp chỗ này nè nó có cái vòng ở đây nè thấy không đây là cái vòng à, mình gắn lên rồi vậy là xong vậy là cái micro nó vô vị trí và các bạn gắn cái dead card vào cái micro này là một cái kiểu thiết kế nó đã tồn tại khoảng được khoảng 7 8 năm rồi và ở thời điểm cách mình nhớ là cách đây khoảng năm 2015 2016 gì đó tất cả các hãng đều sản xuất một cái micro có thiết kế giống như thế này Đấy. rồi bỏ cái này qua một bên giờ chúng ta sẽ nói tiếp về cái cái màu cái rig này ở đây mình có một cái điện thoại của mình rồi thì các bạn chỉ cần mở nó ra sau đó các bạn gắn cái điện thoại các bạn lên như thế này đó. rồi các bạn siết chỗ này lại cho nó chặt thì với cách làm như thế này thì các bạn đã có một cái rig A. À. rồi ok cái này mình đang gắn các bạn đã thấy mình đang gắn lên cái này không thật ra khi mình gắn như thế này là mình gắn sai Tại vì gắn sai như thế này khi các bạn cầm á, các bạn tưởng là các bạn đang nhìn điện thoại nhưng không, thật ra camera của bạn nó sẽ lệch một bên. Các bạn gắn như thế này khi các bạn quay nó sẽ rất là khó và nó sẽ bị sai khung hình thì đây là cách gắn đúng nè. Các bạn nhìn ở trên cái tay cầm của mình, các bạn sẽ thấy nó có một cái đoạn lệch. Rồi các bạn nhìn trên đây các bạn sẽ thấy nó rõ hơn nè. Các bạn sẽ thấy không? Nó sẽ có một cái đoạn lệch một cái bên ngắn và một cái bên dài thì các bạn để làm sao cho cái camera của các bạn nó nằm ở vị trí này đó. Thì, thì nó sẽ ngay center của cái tay cầm vậy thì có phải là chúng ta sẽ gắn như thế này không đấy chính xác là chúng ta sẽ phải gắn như thế này đấy các bạn nhớ ha rồi thì đây là cách chúng ta gắn thì lúc đó các bạn sẽ thấy rằng à cái camera này nhìn nó ngộ quá nó sẽ hơi lệch qua một bên nhưng vì nó lệch qua một bên nhưng nên cái camera của nó nó sẽ gần ngay center và chính vì việc gần ngay center thì khi các bạn cầm lên các bạn các bạn di chuyển các bạn quay nó sẽ rất là dễ đấy frame dọc để quay frame ngang và hồi nãy là đấy và cái mà mình thích của cái bộ rig này nè là ngay lập tức các bạn sẽ có được một cái tripod hoặc là một cái giá đỡ để các bạn quay đây nó rất là đa năng thì thí dụ như các bạn đang xài mà các bạn cần ngay lập tức để các bạn quay một cái frame khác thì hoàn toàn các bạn có thể Đấy. và có phải là các bạn sẽ có một cái góc quay hướng xuống để chúng ta quay một cái gì đó đúng không chúng ta nhìn cho màn hình còn nếu như các bạn livestream mà để quay camera trước về phía các bạn thì đây nó cũng sẽ biến thành cái, nó cũng sẽ biến thành một cái uh, chừng máy luôn, rất là hay. Rồi, ở phía xung quanh của nó nó sẽ có có những cái ngàm giống như thế này. Thì nó gọi là những cái ngàm con su. Mình không nói những cái lỗ ren nha. Mình nói những cái ngàm thì những cái ngàm con su này để làm cái gì các bạn? Để các bạn gắn cái micro lên. À coi ha thì đối với những bạn nào mà quay ASMR hay là quay những cái mà có tiếng động á thì các bạn cứ tháo cái này ra nó sẽ cho âm thanh chi tiết hơn tại vì lúc đó không có tiếng gió mà mình đâu có đi ra ngoài đâu đó thì các bạn sẽ thấy nó như thế này nó có rất là nhiều chỗ để các bạn gắn để các bạn thay đổi được cái góc Đây là cái cách mà chúng ta đang gắn nó hướng về phía trước. Còn nếu như chúng ta livestream chúng ta quay mặt của chúng ta thì chúng ta sẽ gắn nó ở cái hướng ngược lại. Đây. Đó, chúng ta sẽ gắn nó ở hướng ngược lại như thế này thì các bạn sẽ thấy là nó nó sẽ hướng chỉ lên trên phía trên mình để cho mình dễ nói chuyện, mình dễ thu âm livestream. Rồi tiếp theo nữa là nếu như mà chúng ta sử dụng cái mini tripod là tại sao người ta cung cấp cho mình một cái mini tripod là tại vì nếu như mà chúng ta đang ngồi như cự ly của mình đi mà nếu như cái camera này nó hất từ dưới lên thì có nhiều bạn không thích tại vì nó sẽ không có đúng vào cái cự ly đẹp nhất của các bạn đấy các bạn ấy cần một cái camera ở cự ly sao các bạn ở cự ly ngang như thế này thì họ cung cấp cái rig này nó có cái lỗ ren các bạn thấy không nó có cái lỗ ren 1 phần tư các bạn dặn cái tripod vào rồi các bạn mở nó ra rồi vậy là các bạn đã có được cái camera ở cự ly ngang mặt của chúng ta rất là đẹp đấy rồi để mình mở cái camera lên cho các bạn xem thử xem là cái chất lượng đấy đấy các bạn thấy uh, chất lượng khuôn hình vô hình của mình ấy rất là đã đấy là lý do tại sao mà cái bộ rig này mình mới nói với các bạn là mình rất là mong nếu như những bạn nào có cái giá thành khoảng chừng trên 1 triệu tỷ chính xác là 1 triệu 3 thì các bạn nên xem xét cái thiết bị này và những cái kích thước xung quanh thế này là những cái lỗ xung quanh thế này là nó còn giúp cho các bạn gắn đèn và bây giờ mình sẽ thử gắn đèn lên cho các bạn xem nha và đây là một cái bộ hoàn chỉnh mà khi mình đã gắn lên rồi thì đây là cái rig đi kèm và cái rig này nó làm bằng nhựa cho nên nó khá là nhẹ và mình đã gắn sẵn cái chân máy cái chân mini tripod lên đây luôn rồi mình gắn cái micro và cái đèn lên trên đây thì cái đèn này nó không bán riêng và tất nhiên là Boya họ có bán một cái combo có đèn luôn và các bạn có thể mua một cái combo như vậy và khi mà mình bật đèn lên thế này đấy. Đấy. và chúng ta đã có thể chính thức chúng ta sẽ quay thì khi mà cứ các bạn quay các bạn hoàn toàn các bạn có thể quay đây các bạn để như thế này để các bạn tự quay bạn và các bạn có thể cầm hai tay để khi các bạn quay thì khi việc các bạn cầm hai tay các bạn quay như thế này nó sẽ cho cái độ ổn định lớn hơn và nó sẽ cái hình của các bạn nó sẽ giảm thiểu rung khá là nhiều và kể cả cái việc mà bạn cầm để mà bạn quay frame dọc nó cũng khá là dễ. Ừ. Rồi hoặc là những cái đoạn mà các bạn lướt đi thì cái việc các bạn cầm một cái máy như thế này so với việc mà các bạn cầm và các bạn giữ cự ly đó thì các bạn đẩy cái vai các bạn nó sẽ dễ hơn và nó sẽ hạn chế được những cái rung lắc đấy thì đó lý do tại sao mà mình khá là thích cái bộ bô da này nếu dành cho những bạn nào làm vlog mà các bạn chỉ muốn đầu tư khoảng tầm trên một triệu một tí và cái bộ này nó có thể dùng để làm cái vlog liên quan tới du lịch nè review street food nè ẩm thực rồi review đồ hay cái gì đó mà các bạn có tính gọi là cơ động cao Đấy, nhiều nội dung và các bạn rất là dễ để cắt nó và đặc biệt là làm frame dọc và ngay khi mà chúng ta có thể muốn để máy tỉnh để chúng ta xuất hiện luôn trong khung hình thì chúng ta chỉ cần mở cái chân tripod ra chúng ta đặt xuống là đã có thể có cái góc máy tỉnh rồi và di chuyển cái góc máy nó cũng rất là dễ luôn rồi vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn xong cái bộ Boya VG380 có giá chỉ 1 triệu ba mà nó có thể giúp các bạn làm vlog với lại điện thoại di động và nhất là những bạn nào làm về du lịch, làm về ẩm thực, làm về street food review mà các bạn chỉ muốn đầu tư một cái khoản cơ bản nhỏ và dễ tiếp cận thì ok đây là con Boya VG380 Đó linh mua hàng thì mình để ở dưới uh, phần mô tả nhé rồi còn đây là cái hình ảnh mà các bạn cần xem